Kính chào quý vị đang đến với chương trình tư vấn tuyển sinh ngành quản lý bệnh viện gồm 3 chuyên ngành quản trị bệnh viện, thư ký y khoa và công tác xã hội bệnh viện tại trường đại học Nguyễn Tất Thành, nhằm giúp cho các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng cũng như vị trí việc làm của ngành quản lý bệnh viện. Trường đại học Nguyễn Tất Thành trân trọng kính mời quý giám đốc bệnh viện tham gia phỏng vấn về nhu cầu tuyển dụng để hiểu rõ hơn và có cơ sở để giải đáp những thắc mắc trong quá trình chọn ngành, chọn nghề. Và đến tham dự buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay, Hoàng Oanh rất vui khi được chào đón tiến sĩ bác sĩ Vũ Trí Thanh, giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức. Bệnh viện thành phố Thủ Đức là một bệnh viện hạng nhất với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm. Bệnh viện luôn tích cực triển khai các hoạt động khám và nâng cao chất lượng điều trị bệnh cho người bệnh. Dạ thưa bác, cho phép em xin được hỏi, sinh viên ngành quản lý bệnh viện gồm 3 chuyên ngành quản trị bệnh viện, thư ký y khoa và công tác xã hội tại bệnh viện có thể thực tập kỹ năng nghề tại các phòng khám nào tại bệnh viện vậy ạ? Mong bác có thể chia sẻ. Hiện nay thì bệnh viện đang có 50 khoa, phòng và đơn vị. Trong đó nó thì có 10 phòng chức năng. Thì với 3 cái ngành là quản trị bệnh viện, thư ký y khoa, công tác xã hội thì có thể nói rằng là có thể thực hành được ở gần hết là các cái phòng khoa đơn vị. Ví dụ như quản trị bệnh viện đó thì các bạn có thể thực tập ở phòng cái tổng hợp đó, phòng hành chánh quản trị, phòng vật tư thiết bị. Công tác xã hội thì chắc chắn là các bạn có thể thực hành ở tại cái phòng là phòng công tác xã hội của bệnh viện và có thể tham gia những cái hoạt động hướng dẫn rồi hỗ trợ cho bệnh nhân và thân nhân ở rất nhiều các cái khoa phòng khác như là khoa khám bệnh hay là một số các khoa nội trú. Còn lực lượng thư ký khoa thì các bạn có thể thực hành được ở tất cả các phòng khoa ở trong bệnh viện. Bởi vì thư ký khoa thì chúng tôi biết rằng là các bạn sẽ làm những cái chức năng như là tiếp đón người bệnh nè, rồi hỗ trợ cho bác sĩ trong cái việc khám bệnh, cũng như là thậm chí là trong việc kê toa, rồi soạn thảo văn bản, rồi quản lý về hành chánh, về sổ sách, nên có thể tham gia được ở tất cả các cái khoa phòng của bệnh viện. Dạ, vậy thì thưa bác, cho phép em xin được hỏi về nhu cầu tuyển dụng đối với những sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý bệnh viện gồm 3 chuyên ngành, quản trị bệnh viện, thư ký y khoa và công tác xã hội tại bệnh viện. Nhu cầu tuyển dụng hàng năm sẽ là bao nhiêu và nhu cầu trong xã hội tương lai sẽ thay đổi như thế nào? Mong bác có thể chia sẻ về vấn đề này. Về cái nhu cầu mà tuyển dụng nhân viên mà liên quan tới 3 cái chuyên ngành quản trị bệnh viện, thư ký y khoa và công tác xã hội thì nó sẽ thay đổi tùy bệnh viện và tùy cái thời điểm. Riêng trong cái quý 2 này đó thì bệnh viện chúng tôi đó là đang tuyển dụng là khoảng 49 nhân sự. Trong đó có khoảng 15 nhân sự thuộc 3 cái chuyên ngành này. Trong thời gian sắp tới thì bệnh viện cũng đang xây dựng lại cái vị trí công việc. Đó, và trong cái thời gian vừa qua đó thì có một số các cái bác sĩ, các điều dưỡng là đang làm việc ở những cái vị trí chưa đúng với chức năng nhiệm vụ của mình. Tức là bác sĩ điều với lại điều dưỡng thì chúng tôi mong muốn là sẽ chuyển vị trí để khám chữa bệnh và chăm sóc cho người bệnh. Nhưng mà hiện nay đó thì một số các anh chị đó là đang làm các cái công tác hành chính ở các cái phòng chức năng đó, hay là một số các cái bạn điều dưỡng đang hỗ trợ cho các bác sĩ ở các cái phòng khám. Nhưng ở những cái vị trí này thì thực ra là thư ký y khoa có thể thực hiện được, bởi vì cái chức năng nhiệm vụ thư ký y khoa đó là chúng ta là có thể là đón tiếp người bệnh nè, sắp xếp các cái lịch khám chữa bệnh cho bác sĩ, soạn thảo văn bản, thậm chí là hỗ trợ một số các cái công tác như là đo mạch, rồi huyết áp, rồi đánh máy vi tính. Và những cái chức năng này thư ký y khoa là hoàn toàn có thể tự làm được mà không cần là các điều dưỡng, và chúng ta hãy trả các điều dưỡng lại với cái việc là chăm sóc người bệnh. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ đến từ bác. Và một lần nữa xin cảm ơn vì bác đã dành thời gian quý báu tham dự buổi chia sẻ ngày hôm nay. Kính chúc cho quý bệnh viện sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công, trở thành điểm sáng khu vực y tế phía Nam, là nơi khám chữa bệnh tin cậy, uy tín, chất lượng của người dân. Và một lần nữa xin chúc cho quý thầy cô trung học phổ thông, các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh sẽ luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.